Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2019, trong quá trình đi tuần tra công tác phòng chống bão số 2, tổ tuần tra của Ủy ban nhân dân xã Hải Hà đã phát hiện đầu phía nam cầu Yên Hòa, bắc qua sông Yên Hòa nằm trên trục đường 513, địa phận xã Hải Hà bị sụt lún. Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác phát hiện có 5 người đi trên 3 xe máy do không phát hiện cầu bị sụt lún đã rơi xuống sông. Tổ công tác ứng cứu và đưa được 3 người bị thương nhẹ lên bờ, gồm ông Đặng Bá Hậu, ông Nguyễn Bá Khải và bà Nguyễn Thị Bảy, đều ở tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục tìm kiếm, tổ công tác phát hiện thêm 2 nạn nhân khác bị vùi lấp và tử vong là anh Nguyễn Như Thắng và vợ là chị Nguyễn Thị Tâm, cùng ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia. Lực lượng chức năng đã điều khoảng 50 người cùng với các phương tiện cứu hộ đến đào bới tới 7 giờ cùng ngày thì đưa được thi thể các nạn nhân lên bờ. Đến 11 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tập trung khắc phục khẩn cấp sự cố. Cầu Yên Hòa dài 83m, rộng 24m, gồm 2 làn đường. Do ảnh hưởng của bão số 2 mà đêm 3 tháng 7, rạng sáng ngày 4 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có mưa lớn. Nước đã đổ về xối thẳng vào mố cầu phía nam, làm sụt mố cầu. Trước cái tình hình mưa cực đoan trên đấy thì đã xảy ra cái ngập úng, mưa lũ trên cái kênh của sông Yên Hòa đã gây ra sụt lún đường 513 phía nam cầu Yên Hòa chiều dài khoảng 20m, và cái sự sụt lún trên thì nó xảy ra vào ban đêm, cho nên là một số phương tiện giao thông đã bị tai nạn và đã làm cho 3 phương tiện giao thông, đó là 3 xe máy bị lao xuống hố sụt lún, có 2 người chết và làm thiệt hại 20m đường ở mố cầu phía nam, rồi sạt lở toàn bộ cái hai bên bờ kênh của sông Yên Hòa. Để đảm bảo an toàn, Công an huyện Tĩnh Gia và Ủy ban nhân dân xã Hải Hà đã căng dây 2 đầu cầu, đặc biệt cảnh báo và cử người túc trực để cảnh báo người dân và các phương tiện giao thông không lại gần khu vực mố cầu bị sụt lún.